Lời đầu xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em UR Audio trên mọi miền Tổ quốc. Buổi tối ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác chiếc đầu đĩa CD của hãng Đà Lông với model là DCD780. Cho các khách ở Kon Tum có nhu cầu mua. Trước tiên em quay về phần ngoại hình, và sau đó em sẽ quay chi tiết nội thất bên trong để các bác xem. Đấy. Sau đó em sẽ test chất âm cũng như là bắt lọc của em nó để cho các bác thưởng mặt của em nó thì không có vết chảy xước nào các bác nhé, có vết thôi. Đây, hơi chút này, vẫn trên này thôi, chứ còn mặt thì rất là đẹp. Phần lắp lưng ở đây cũng có chảy, đây chảy chút, đây nữa. Em học bên này, em để nguyên zin. Phần cái lắp lưng này nó không quan trọng lắm, CD nó không bị cấn móp mà được các bạn. Bên này đấy không bị cấm nốt hay là chảy xước gì nhé. Bên này cũng vậy, rất là đẹp. Sau đây con này cái nối cổng analog này, cổng cua xoan digital này đấy. Model là DCD 780 Columbia, điện 100V công suất tiêu thụ là 9W, có seri máy là 21115025586 các nhé, sản xuất này sản xuất tại Nhật Bản nhé, là mới. Đây em sẽ mở phần lắp lưng bác theo bác ngưỡng máy của em nó gần mới bạn này. Con này nó chạy hai con giải mã, à, hai con giải mã PCM61P một con hai con này. Đấy. Thêm con nữa là con SM5840PB nữa. Rồi con này chạy mắt Soli rất lành, cũng dễ thay thế các bác nhé. Nó ra chất âm của nó là 20 bit này các bác này, tương rất là sáng, chi tiết, sạch sẽ. Sau đây em sẽ test cái chất âm để làm bạn đọc em để cho các bác thưởng thức. Các bác hãy đeo tai phone này mà test bản nhạc của Trường Vũ, cứ ra vào êm ái chắc chắn, chống rung tốt, mặt phay nhôm xước màu đen 243 đấy, nhận bài rất nhanh các bạn. Thank you.
Được dừng kia chat tại đây. Em cảm ơn các bác đã tin tưởng và mua sản phẩm của bên em, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube của em, đã like, share kênh YouTube của em cho nhiều anh em yêu audio trên mọi miền tổ quốc được biết đến. Em cũng cố gắng tìm những sản phẩm tốt nhất cũng như là giá thành hợp lý nhất để cho các bác chơi. Em trân trọng và cảm ơn các bác. Chiếc đầu đĩa CD 780 này em bán với giá 1,3 triệu đồng. Hàng bao zin nguyên bản các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269. Em xin chào các bác.